gì hả các em? Wow, một cái ô tô này. Wow. Em ta có biết lái xe ô tô không mà đã đòi mở cửa? Xe này em lái ngon. Xe này em lái ngon. Ta học lái xe từ bao giờ vậy? Thế thì bọn mình thử ngồi lên đây để cho em gái thử lái xe nào. Đâu, ta lái đi. Được rồi, để anh sẽ ngồi ở phía sau này. Ui, em đang lái xe của mình mà sao lại đi rung lắc như thế này? Có lái được không đây? Thế thì tớ sẽ ngồi bên ghế phụ này. Wow, ở đây có cái ống gì màu xanh dài chưa này? Trông như là một con sâu ấy cậu ơi. Trông như một cái cống thì có. Tớ nghĩ ra một trò này cực kỳ hay luôn. Tớ sẽ chui vào trong cái ống này và đố em Cam biết tớ đang ở đâu. Cậu đừng có nói nhé. Đấy, chui vào trong này. Ấy, wow, cái ống này sâu thật. Đố em Cam biết chị đang ở đâu. Ủa, chị Cam ở đâu đấy nhỉ? Cái gì mắc mưa đấy? Đây này, đây này. Ôi, ôi, chóng mặt quá. Chị trong này à? Chị trốn kỹ như thế cơ mà. Đừng có lắc nữa, chị chóng mặt quá. Chị chui ở đây làm gì đấy? Chị chui ở đây để trốn em đấy. Em có thấy ở đây có hai cái ống hay không? Ui, choáng váng hết cả đầu. Để em chui vào đây mới được. Ui, thích quá, thích quá. Yêu quá. Em Cam rồi nhá. Em Cam ơi, em có bao giờ nhìn thấy một con lạc đà bộ lông màu trắng mà cái mặt thì baby đáng yêu ơi là đáng yêu không? Hai tay thì giống như là con thỏ ấy. Em chưa nhìn thấy. Tèn 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 tèn. Đây này, lạc đà ấy đây này. Bạn đang cùng hai cái tay này. Trông bạn này dễ thương nhỉ. Em Cam có thích vào chơi không? Em có. Đấy, phía sau kia là đuôi của bạn ý. Còn bên trái này là con gì em Cam có biết không? Là con dê. Một con dê có hai cái sừng rất là dài. Để em sờ vào bạn ấy nhé. Các bạn lạc đà này đều được đeo một chiếc vòng màu đỏ. Đây là lạc đà alpaca đấy. Đây này, các bạn ấy thích ăn lắm. Cam ơi, hãy đây cho các bạn ấy ăn đi. Em Cam đừng vứt đồ ăn xuống đất như thế. Đây này, phải cầm cho bạn ấy ăn thì mới vuốt ve được như anh đang làm thế này. Đấy, các bạn này thích ăn cà rốt đấy. Để anh bế em Cam nhá. Chắc là em Cam thấp quá cho nên là không cho các bạn ăn được à? Đâu, đưa đây để anh cho ăn cho. Em Cam không biết cho ăn đâu. Thôi, hai cậu đừng có giành nhau thế nữa. Bạn này thì nhổ nước bọt cậu ơi. Nhau ơi, bẩn quá. Nhổ nước bọt như thế này là hư lắm đấy. Tớ không cho cậu ăn đâu. Phải ngoan, đúng rồi, phải ngoan ngoan như thế thì chúng tớ mới cho cậu ăn. Để xem ở đây có hai bạn dê nào. Ôi ôi ôi. Cứ sờ lên là bạn ấy lấy sừng, bạn ấy hút vào tay tớ coi. Đâu, không phải đâu. Ôi, sờ lên đầu bạn ấy không thích đâu này. Không thích tớ cũng tóm lấy cái sừng của cậu này. Đấy. Bạn này để cái máy trông đẹp nhỉ. Không biết ai cắt tóc cho bạn ấy. Ôi, bạn này tóc còn che hết cả mắt rồi này. Có nhìn thấy đường không bạn ơi? Ôi, nên xích đu đây. Đây không phải là xích đu dành cho các bạn nhỏ đâu. Mà là xích đu của bạn dê này này. Đấy, bạn ấy đang ngồi đấy, để bạn ấy canh đấy. Em Cam xuống đi. Hình như là bạn này, bạn ấy tưởng nhắm mắt em Cam là đồ ăn. Bạn ấy cắn lên đầu hay sao ấy? À, hóa ra là thế. Chắc là tưởng là miếng không, cà rốt ơi. Ôi, ôi, các bạn ấy vẫn đang nhìn em Cam này. Hay là các bạn ấy nhìn em Cam này tưởng là củ cà rốt đang bị chay nhỉ? Bạn ấy ăn mất cầm tóc của Cam rồi. Nhìn phía dưới này, chị còn phát hiện ra rất nhiều các bạn con vật nữa ở bên dưới. 1, 2, 3. Em Cam chờ chị với. Em Cam đi nhanh quá. Em Cam đi cẩn thận nhé. Không xuống cầu thang là dễ bị té lắm đấy. Ngã xuống đây là không lấy được à? Ngã xuống đây là gãy chân gãy tay ý. Chứ không lấy được. Đi đi, em đi đi. Sao ngựa gì mà lại thấp thế này? Bình thường ngựa cao cơ mà, còn cưỡi được cơ mà. Sao bạn ngựa này lại thấp thế nhỉ? Ăn ít. À, bạn này ăn ít à? Bạn ấy đang há mồm xin ăn này. Đấy, Cam phải cho bạn ấy ăn để cho bạn ăn khỏe, bạn cao lớn hơn.
đặt cho bạn ấy ăn đi. Đây này, để anh cho bạn ấy ăn nhá. Khá là ui cái một bao. Bạn này còn có một cái tóc rất là dài, tóc rất là tốt để đừng cắn chân nữa. Kia, đồ ăn kia. Đây, đồ ăn đây. Cam ơi, anh đố em biết bạn này là bạn gì đấy. Đây này, các bạn có cao bên trong đây này. Bạn là xin em Cam. Xin em Cam đồ ăn đấy. Em Cam cho bạn ăn đi nào. Bạn ấy há từ nãy đến giờ rồi mà em Cam chả đúng là mồm cho bạn ấy gì cả. Ôi đồ ui, bạn ấy nhiều răng chưa nhỉ. Ôi. Đấy, ngon không bạn ngựa. Răng bạn ngựa này thẳng tắp tắp luôn. Bạn là bạn ngựa chứ còn bạn này là bạn gì? Bạn này cũng là bạn ngựa chứ gì. Đây không phải bạn ngựa đâu. Bạn này là bạn lừa đấy. Nhìn này, bạn lừa có hai cái tai dài không? Bạn lừa cũng đang đói, em đem cho bạn lừa ăn đi. Đấy em đem. Cam giơ tay cao lên bởi vì bạn ngựa kia bạn ấy thấp lắm nên bạn không với được cao đâu. Đúng rồi, đây là đồ ăn của bạn ngựa và bạn lừa. Không phải đồ ăn của cậu đâu. Em Cam dùng tay lắc lắc như thế này này thì bạn ấy sẽ không theo em Cam nữa. Em Cam mình dập khối quá nên là bạn dê bạn sợ quá bạn chạy đi chỗ khác rồi. Em Cam chỉ có thể tránh được một bạn thôi. Còn bây giờ có ba bạn cùng tiến đến, em Cam không chạy được đâu. Nhìn đằng sau cậu kìa, có một con gì không trông lạ quá. Cam khi nào bạn ấy đến xin thì Cam giơ tay ra phía trước. Đúng rồi, để cho bạn ấy biết là Cam không có đồ ăn. Cam chứ dơ. Nếu mà Cam không giơ là bạn sẽ chồm lên người Cam đấy. Đấy, Cam giơ hai tay ra như này, giơ cả hai tay ra bảo không có gì đâu. Không có gì đâu. Đúng rồi, đi vào đây thôi. Đây là con chó à. Xin chào bạn. Bạn chó này mặt chả thân thiện gì cả. Trên bàn này còn có một bạn dê đang đứng này các cậu ơi. Bạn dê này trèo cao thật đấy. Cam anh đố em Cam biết con này là con gì đây. Con dê á. Con dê gì mà bụng lại to như thế này. Wow, con gì mà xòe hai đôi cánh đẹp như thế này nhỉ. Đây là con công đây. Đây có phải là con công của em Cam? Cam không dám lắm. Nhưng con này nó cũng có cái đuôi xòe rộng đây này. À không phải, con này là họ hàng nhà gà cậu ơi. Một con gà Tây. Mở dài không? Ốt chuột này. Ốt chuột nhiều chưa? Wow. Đây này, Cam phải cầm cái này, Cam cho các bạn ấy ăn đây này. Thì các bạn mới thích này, cầm thật chặt nhá. Đừng thả ra nhá, để cho các bạn ấy gặm này. Cố lên, trèo lên đi bạn ơi. Bạn ăn được bạn rồi. Bạn lấy được một cái kìa. Các bạn ấy đang khen nhau kìa. Rất nhiều các bạn chuột năng. Ui, một bạn ấy lấy được rồi. Bạn ấy trốn đi rồi kìa. Đây là một bạn khác cướp rồi. chip Cam có được ăn đây này. Chạy này đây. Okay, Cam phải giữ thật chặt chứ đừng để bạn ấy lấy mất nhanh như thế. Hai bạn này đang giằng co nhau này, xem bạn nào khỏe hơn này. Ồ, một bạn màu trắng tinh luôn này. Wow, chuột trắng là chuột bạch đấy đúng không? Đây nhá, anh cho em. Ồ, có một bạn sống ra rồi kìa. À, đúng rồi. Một bạn sống ra rồi. Gà ơi, gọi gà ơi là sao được? Đấy, bạn ấy ăn đồ ăn của Cam rồi đấy. À, em Cam đang ở trong chuồng đây này. Em Cam ơi, ra chào đồng ngoại của mình đi. Ô, bạn ấy ra chào Cam này. Em Cam là con lợn mà, đúng không? Ô, đúng rồi mà. Em Cam sinh năm con lợn, cho nên là em Cam là con lợn. Em phải đưa chiếc mặt bạn ấy chứ. Đấy. Cái bồn bạn ấy to quá. Đây. Từ. Bạn lợn này á, bạn ăn khỏe lắm đây. Cho em Cam xem con gì mà lại có hai cái tay dài như thế này nhỉ? Con thỏ. À, con thỏ à. Có
Đố em Cam biết thỏ thích ăn cái gì nhất đây? Thỏ thích ăn cà rốt. Thích ăn cà rốt à? Thì em Cam thử cho bạn em xem bạn có ăn không. Đây cho bạn này được biết này. Bạn này bạn thỏ được cổ rồi này. Bạn này bạn giật nhanh nhờ em Cam nhỉ? Cho cái mồm ngấu nghiến này. Đây này, hai bạn thỏ trắng bên này cũng đang xin này các ơi. Em Cam hãy đi phát cho mỗi bạn một cái đi. Dê này đang ra xin của em Cam đấy. Em Cam cho bạn nào? Mimi. Cam cho bạn đi. Bạn Dê ăn đồ ăn của Cam có ngon không? Bạn này Cam còn sờ ti ti bạn ấy được không? Ui ui. Bạn hút đúng không? Đúng rồi. Bây giờ như thế bạn sẽ hút đấy. Hai chiếc sừng của bạn rất là sắc và nhọn. Đấy, em Cam nhìn thấy không? Bạn này à, bạn đang mang bầu đấy. Đang có em bé ở trong bụng này này. Đây cũng chính là hai bạn lạc đà Apaka đấy, đúng không cậu? Đúng rồi. Nè, chờ để anh gọi lạc đà ra nữa nào. Ui, em Cam trèo cao thế. Lạc đà ơi. Ui, bạn về, bạn đang nghỉ này. Bậy này các cậu ơi. Ui, thả nào tự nhiên tôi thấy mùi thối thế. Cái bạn này, y bậy này không chịu y vào chuồng này. Đâu? Đằng kia. Bạn ho. Bạn này chắc là ăn uống linh tinh, thế nên là bị đau bụng đây. Bây giờ đang ọe ra kia kìa. À.